Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay Chủ nhật ngày 22 tháng 7 có những nội dung chính sau đây. Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc dâng hương, dâng hoa tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị và nghĩa trang ngã ba Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Các diện tích nhãn thu hoạch sớm bán được giá. Văn Giang mở rộng diện tích trồng quất cảnh trên chậu. Nhiều đảng viên chưa gương mẫu trong thực hiện kế hoạch 93A về giải tỏa công trình vi phạm. Trích nội dung trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri về giá lắp đặt đồng hồ nước cho nhân dân ở các địa phương. Cảnh báo tình trạng lừa đảo bằng bán hàng khuyến mãi. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Tiếp tục chuyến công tác thăm viếng các di tích lịch sử tại các tỉnh miền Trung, ngày 21 tháng 7, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và đoàn công tác đã đến viếng nghĩa trang liệt sĩ huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị và nghĩa trang ngã ba Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Trong hai cuộc kháng chiến, hàng triệu người con ưu tú trên khắp mọi miền đất nước đã hăng hái lên đường nhập ngũ và hy sinh tại đây, đặc biệt trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Mặt trận Khe Sanh là nơi ác liệt nhất, biết bao người đã ngã xuống. Địa danh Khe Sanh được cả thế giới biết đến qua trận đánh Khe Sanh năm 1968 trong lịch sử chiến tranh Việt Nam. Địa danh này cũng được ví như là trận Điện Biên Phủ thứ hai hay là chốn địa ngục trần gian theo cách nghĩ của lính thủy quân lục chiến Hoa Kỳ. Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hướng Hóa quy tụ hơn 2.300 liệt sĩ từ 32 tỉnh, thành của cả nước, trong đó có người Kinh, đồng bào Vân Kiều, Paco. Đặc biệt, đây còn là nơi yên nghỉ của hàng trăm liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp quốc tế cao cả tại nước bạn Lào. Hiện nghĩa trang còn hơn 1.600 liệt sĩ chưa biết tên, địa chỉ đến từ các sư đoàn 304, 308, 325, pháo binh, pháo cao xạ, công binh, thông tin, bộ đội địa phương và phần lớn hy sinh trong chiến dịch Mậu Thân 1968. Trong đó có hàng trăm liệt sĩ là con em của Hưng Yên. Các anh đã ngã xuống khi tuổi còn đôi mươi. Nhân dịp này, tỉnh ta đã trao tặng Ban Quản lý Nghĩa Trang 30 triệu đồng để cùng với Ban Quản lý Nghĩa Trang làm tốt hơn công tác tri ân, đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc phần mộ, các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự bình yên của Tổ quốc. Tại Nghĩa Trang Liệt Sĩ ngã ba Đồng Lộc, ở huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến dâng hương tưởng nhớ 10 cô gái thanh niên xung phong đã anh dũng hy sinh khi săn lấp hố bom để không đứt mạch giao thông nối hậu phương với tiền tuyến. Với khẩu hiệu, máu có thể chảy, tim có thể ngừng, nhưng mạch máu giao thông không bao giờ tắt. Mưa bom bão đạn không làm khuất phục ý chí anh hùng của lực lượng thanh niên xung phong. Trưa ngày 24 tháng 7 năm 1968, tiểu đội 4 được lệnh săn lấp hố bom sau khi máy bay Mỹ liên tục ném bom, phá nát tuyến đường vận tải để nhanh chóng thông đường cho xe qua. 16 giờ 30 phút, trận bom thứ 15 trong ngày rội xuống Đồng Lộc. Một quả bom rơi xuống ngay sát miệng hầm, nơi 10 cô gái của tiểu đội 4, đại đội 552 đang tránh bom. Tất cả các chị đã hy sinh khi tuổi đời 18 đôi mươi và chưa có ai lập gia đình. Các chị đã vĩnh viễn nằm lại ngã ba huyết mạch Bắc Nam này như họ đã chung một chiến hào lúc còn sống. Nhân dịp này, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng khu di tích ngã ba Đồng Lộc 30 triệu đồng. Ngày 22 tháng 7, đoàn đến dâng hoa dâng hương tại khu di tích Chuông Bồn, tỉnh Nghệ An. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Chuông Bồn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng là tuyến đường độc đạo, nơi kết nối các huyết mạch giao thông từ hậu phương miền Bắc chi viện sức người, sức của cho chiến trường miền Nam. Đồng chí Nguyễn Văn Phóng cùng đoàn đến dâng hương dâng hoa tại nhà tưởng niệm 1.240 anh hùng liệt sĩ hy sinh ở khu di tích lịch sử Chuông Bồn và mộ của 13 anh hùng thanh niên xung phong. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trồng cây lưu niệm tại khu di tích. Tiếp đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng đoàn đã vào dâng hương, dâng hoa tại khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc công lao vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất, lãnh tụ xuất sắc của phong trào công nhân và giải phóng dân tộc thế giới. Sau đây là công điện
của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hưng Yên, điện Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện Tiên Lữ, Phù Cừ và thành phố Hưng Yên, các sở ngành đơn vị, Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Giao thông Vận tải, Kế hoạch Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Hưng Yên, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, Công ty Điện lực Hưng Yên, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi tỉnh. Thực hiện công điện số 931 ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục hậu quả bão số 3 và chủ động ứng phó mưa lũ. Công điện số 18 hồi 17 giờ 30 phút ngày 21 tháng 7 năm 2018 của Ban Chỉ huy Trung ương về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Theo báo cáo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hưng Yên, mực nước trên sông Luộc hồi 7 giờ ngày 22 tháng 7 năm 2018 tại La Tiến là 3,54m, trên báo động 1 là 0,34m và còn tiếp tục lên. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hưng Yên phát lệnh báo động 1 trên tuyến đê tả sông Luộc kể từ 8 giờ 0 phút ngày 22 tháng 7 năm 2018. Yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện Tiên Lữ, Phù Cừ, thành phố Hưng Yên và các sở ngành đơn vị nêu trên thực hiện những nội dung sau. 1. Thực hiện việc tuần tra canh các đê theo cấp báo động, phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố đê điều ngay từ giờ đầu. 2. Kiểm tra, rà soát và chuẩn bị các loại vật tư, phương tiện, nhân lực theo phương án hộ đê, phòng chống thiên tai của địa phương và của ngành mình, đơn vị mình. 3. Triển khai các biện pháp phòng tránh lũ, kiểm tra các khu vực có nguy cơ sạt lở, nhất là các khu vực dân cư cần có biện pháp chủ động để đảm bảo an toàn cho người và tài sản, khẩn trương thu hoạch hoa màu, thủy sản ở ven sông, những nơi có khả năng bị ngập lụt. 4. Kiểm tra chặt chẽ hoạt động của các bến đò dọc ngang, yêu cầu chủ các phương tiện phải chấp hành các điều kiện đảm bảo an toàn cho khách, kiên quyết đình chỉ hoạt động của những phương tiện không đủ điều kiện về an toàn theo quy định. 5. Kiểm tra, rà soát các công trình thi công liên quan đến an toàn đê điều, chuẩn bị vật tư, phương tiện, nhân lực và hoàn thiện các công trình đang thi công dở dang hoặc có biện pháp gia cố đảm bảo an toàn chống lụt. 6. Thường xuyên cập nhật thông tin và báo cáo kịp thời về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh theo số fax 02213-863-733, số điện thoại 02213-863-732. Thừa lệnh trưởng ban Chánh văn phòng Hồ Trọng Khải. Do mưa lớn kéo dài nên một số diện tích lúa trên địa bàn huyện Văn Lâm và một số địa phương khác bị ngập úng cục bộ từ sáng ngày 21 tháng 7. Hiện các địa phương đang tích cực tiêu thoát nước, hạn chế tối đa thiệt hại. Mưa đã làm cho hơn 1.000 ha lúa mùa huyện Văn Lâm ở những chân ruộng trũng bị ứ nước cục bộ, phân bố rải rác tại tất cả các xã thị trấn. Do chủ yếu là lúa mới gieo cấy nên huyện Văn Lâm đã yêu cầu các địa phương phối hợp với xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi khẩn trương bơm tháo gạn, thoát nước nội đồng và sông trục. Các trạm bơm trọng yếu như Thanh Khê, Lương Tài, Văn Phú, 4 vận hành hết công suất. Đến ngày 22 tháng 7, hầu hết các diện tích lúa của huyện và các địa phương trong tỉnh đã đảm bảo tiêu úng kịp thời, không để xảy ra tình trạng lúa rau màu mất trắng do úng ngập kéo dài. Thưa quý vị và các bạn, tại kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16, cử tri có ý kiến kiến nghị về việc thu phí lắp đặt đồng hồ nước, thu tiền sử dụng nước có đúng quy định của nhà nước hay không và giải thích nguyên nhân khác nhau về mức phí ở các địa phương. Trước ý kiến kiến nghị này, đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trả lời rõ những vấn đề mà cử tri quan tâm. Chính phủ cũng thấy rằng là cái việc mà đầu tư cho nước sạch nông thôn là vấn đề ngoài cái việc hỗ trợ của nhà nước thì cần phải có cái sự tham gia tích cực của người dân rồi của các cái doanh nghiệp, các cái đơn vị khác trong cái liên kết để tạo cái nguồn lực làm sao đó cái cung cấp được cái nước sạch cho người dân. Và chính vì vậy thì Thủ tướng Chính phủ cũng đã có cái quyết định cho phép xã hội hóa thực hiện cái việc cấp nước sạch bằng cái việc huy động các cái nguồn vốn đóng góp, trong đấy có việc đóng góp của người dân. Và chính vì như vậy thì tỉnh chúng ta đã kêu gọi mời được 13 doanh nghiệp
đầu tư vào trong cái lĩnh vực nước của tỉnh chúng ta. Và như vậy là chúng ta đã giải quyết được cho đến nay thì 161 xã, phường của chúng ta thì đều có đơn vị là cung cấp vào để đầu tư cái công trình nước sạch. Với cái yêu cầu như vậy thì cái việc huy động đóng góp của người dân cho cái việc phát triển các cái mạng cấp nước là rất cần thiết. Và hiện nay thì tỉnh đã có cái quyết định số 65 quy định cái việc lắp đặt cái cụm đồng hồ với 19 các cái mục cụ thể, từ cái đào đắp, cắt đường, rồi đường ống, rồi cái đồng hồ đo nước, rồi các cái thiết bị phụ trợ vân vân. Thì cái quyết định 65 của Ủy ban dân tỉnh là cái cơ sở để cho các cái doanh nghiệp trên cái cơ sở đó thỏa thuận với người dân theo quy định ở Nghị định 117, để người dân đồng thuận có cái sự đóng góp của mình trong cái việc là tiếp cận nước sạch. Thế và 19 cái danh mục này thì tùy từng địa bàn khác nhau, cái việc đào đắp, ví dụ như là khoan cắt bê tông hay là đường áp phan, rồi cái thiết bị vật tư khác nhau thì giá sẽ khác nhau. Nhưng tỉnh hiện nay cũng đang khống chế là không vượt quá cái mức là 3,5 triệu đồng một đồng hồ. Cho nên là chúng ta thấy là trên địa bàn thì có những cái doanh nghiệp lắp đặt là 2 triệu, 2 triệu rưỡi, 3 triệu, 3 triệu rưỡi. Thế một số doanh nghiệp đề nghị tăng nhưng mà hiện nay tỉnh không cho phép tăng và phải giảm dần xuống. Nếu như chúng ta chỉ trông chờ vào cái nguồn ngân sách để đầu tư thì sẽ không có bao giờ có nước sạch. Với cái nguồn ngân sách hạn hẹp như hiện nay. Cái thứ hai nữa là cái việc tham gia của người dân đóng góp này, thì cái tiền đóng góp của người dân sẽ được trừ dần vào trong cái giá nước. Và cái giá nước ở đây thì là cái giá nước đã được tính đúng, tính đủ theo quy định của Bộ Tài chính. Và Bộ Tài chính đã có cái quy định này. Thì ở đây xin nói thêm để các đồng chí nắm được là hiện nay cái giá nước ở tỉnh Hưng Yên chúng ta quy định là 6.800 đồng một mét khối. Thế 6.800 đồng một mét khối hiện nay là thấp nhất trong khu vực hiện nay. Hiện nay là ở Thái Bình đang mức ở 7.000 đến 7.500, thì đã có hỗ trợ của ngân sách tỉnh khoảng 25% của người dân tham gia đóng góp vào cái việc cụm đồng hồ là 20%, là 45%, mà hiện nay giá còn 7.000 đến 7.500. Ở Hải Dương hiện nay cái giá nước là tối thiểu là 9.000 và giá nước là theo giá nước lũy tiến. Ở Hà Nội rồi các cái tỉnh xung quanh chúng ta cũng như vậy. Thế và tỉnh cũng đang yêu cầu là Sở Nông nghiệp phối hợp với Sở Tài chính thẩm định để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh sớm có cái điều chỉnh cái giá nước phù hợp với cái khung giá nước theo quy định của Bộ Tài chính. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Hiện nay, một số vườn nhãn trên địa bàn thành phố đã bắt đầu cho thu hoạch, do số lượng ít nên nhãn bán được giá cao. Nắm bắt được thị trường tiêu thụ nhãn sớm thường cho giá thành cao hơn nhãn chính vụ, nên một số vườn nhãn trên địa bàn thành phố Hưng Yên đã áp dụng biện pháp khoa học kỹ thuật xử lý để nhãn ra hoa đậu quả sớm, và đến thời điểm hiện tại, một số vườn đã bắt đầu cho thu hoạch. Điển hình như vườn của gia đình bà Nguyễn Thị Thùy, thôn Lê Như Hổ, xã Hồng Nam, gia đình chị Trần Thị Ngoan, đội 1, xã Quảng Châu. Do là nhãn chín sớm hơn so với nhãn chính vụ gần một tháng, với số lượng ít nên giá bán cao từ 40 đến 50.000 đồng một kg. Nhiều hộ trồng nhãn xã Đa Lộc, huyện Ân Thi đã áp dụng các biện pháp kỹ thuật thâm canh, đồng thời trồng những giống nhãn thích hợp nhằm thu được nhãn sớm, tránh được thiệt hại do bão và tăng giá trị trên cùng diện tích canh tác. Hiện xã Đa Lộc trồng khoảng 26 ha nhãn, tập trung chủ yếu ở hai thôn là Trạo Thôn và Đa Lộc, trong đó giống nhãn chủ yếu là Đường Phèn và Hương Chi. Năm nay do tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật trồng nhãn sạch, tác động kỹ thuật chăm sóc để nhãn ra hoa sớm, nên nhiều hộ dân đã thu hoạch nhãn sớm hơn so với chính vụ gần một tháng. Hộ ông Lê Văn Cương, ông Đặng Vương ở thôn Đa Lộc đã thu hoạch được 60% sản lượng.
Nhãn sớm có mẫu mã đẹp giá cao hơn so với chính vụ, hiện giá nhãn dao động từ 30 đến 50 nghìn đồng một kg, được đổ buôn đi các tỉnh thành phố như Hà Nội, Hải Phòng. Nhãn thu hoạch sớm giúp người nông dân không chỉ nâng cao hiệu quả kinh tế mà còn giảm nhiều thiệt hại đáng kể do mưa bão gây ra. Nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, năm nay nhiều nhà vườn ở huyện Văn Giang đã chuyển sang trồng quất cảnh trên chậu theo hình thức cây tiểu cảnh. Xuất phát từ hiệu quả thiết thực mang lại, năm nay loại cây này đã được nhiều gia đình mang trồng tại ruộng. Toàn huyện Văn Giang ước có hàng chục mẫu loại cây này sẵn sàng phục vụ thị trường cây cảnh Tết. Cũng là cây quất cảnh, nhưng là loại cây nhỏ được ươm trồng trên chậu và được uốn tỉa tạo ra đa dạng các dáng thế nhỏ gọn, dễ trưng bày. Hơn nữa, sau dịp Tết, người tiêu dùng có thể tiếp tục trưng bày chăm sóc tại nhà. So với trồng thông thường trồng trên chậu, đòi hỏi phải có kỹ thuật cao, mất nhiều công chăm sóc, đầu tư làm giàn ban đầu nhiều, nhưng sử dụng được nhiều năm, số cây tăng gấp 5 lần so với trồng mặt ruộng, đổi lại ít rủi ro, dễ bán, dễ vận chuyển. Trung bình năm ngoái giá bán từ 400.000 đồng đến vài triệu đồng một cây, cao hơn nhiều lần so với trồng thông thường. Sáng nay, tại xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu, có một nhóm người xưng là nhân viên của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và phát triển khoa học công nghệ Thiên An đã có hành vi lừa đảo bán hàng gia dụng. Khi người dân phát hiện bị lừa thì nhóm đối tượng đã bỏ đi. Theo người dân xóm Đông và xóm Tây, thôn Ngọc Nha Thượng cho biết, nhận được giấy mời và lời giới thiệu hấp dẫn là công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và phát triển khoa học công nghệ Thiên An sẽ hỗ trợ 16 người mua hàng với tổng số tiền 40 triệu đồng tại mỗi xóm. Với hình thức, ai mua một nồi cơm điện trị giá 2,6 triệu đồng sẽ được tặng một phần quà và một phong bì bằng hoặc lớn hơn 2,6 triệu đồng. Tức là người dân được miễn phí sản phẩm mua. Nhận tiền của các hộ dân, công ty giao hàng cho một người dân phát giúp và lên xe mang biển kiểm soát 36A24563 chạy thẳng. Người mua nhận hàng gồm một nồi cơm điện, một chảo và một chậu nhôm ọp ẹp mang thương hiệu Kotama. Phong bì kèm theo bên trong là 50.000 đồng. Thậm chí có người nhận được phong bì không. Sự việc xảy ra trong một giờ, ở cả hai xóm đã có 32 người dân mua sản phẩm với tổng giá trị lên tới 80 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, một trong những nguyên nhân khiến cho việc thực hiện kế hoạch 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh về giải tỏa công trình vi phạm trên đất nông nghiệp, hành lang, giao thông, thủy lợi, bến bãi thời gian qua bị chậm lại là do một số cán bộ đảng viên chưa gương mẫu thực hiện cũng như vận động gia đình người thân chấp hành các quy định trong quản lý đất đai. Trong số 190 hộ dân ở xã Minh Tân, huyện Phù Cử vi phạm xây nhà trên đất nông nghiệp thì có 18 đảng viên, trong đó có cả những cán bộ như chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã. Với các lỗi vi phạm chính là làm biến dạng mặt ruộng cải tạo từ trồng lúa sang trồng cây lâu năm, đào ao thả cá không trong vùng quy hoạch. Khi thực hiện giai đoạn 1 kế hoạch 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh năm 2017, đa số cán bộ đảng viên ở xã Minh Tân đều tự nguyện giải tỏa vi phạm, đồng thời tuyên truyền vận động gia đình người thân tự giác giải tỏa. Tuy nhiên, vẫn còn có đảng viên ở đây chưa gương mẫu thực hiện. Với vai trò của cán bộ đảng viên, thì cái việc mà để xảy ra các cái vi phạm, thì đối với Minh Tân chúng tôi là từ những năm tức là 93 là trở về đây qua rất nhiều năm, rất nhiều nhiệm kỳ. Trong cái nhiệm kỳ hiện tại chúng tôi không đổ thừa trách nhiệm cho ai. Không chỉ ở Minh Tân mà nhiều địa phương khác cũng xảy ra tình trạng cán bộ đảng viên vi phạm xây nhà công trình phụ làm lều lán trên đất nông nghiệp. Bên cạnh đó là các trường hợp tự ý chuyển đổi. Xã Hiệp Cường, huyện Kim Động cũng có 5 trường hợp là đảng viên vi phạm các quy định trong quản lý đất đai của tỉnh. Đáng chú ý có những đảng viên vi phạm sau khi Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có chỉ thị 02 tháng 3 năm 2016 về quản lý đất đai. Lẽ ra khi tỉnh có chỉ thị nghị quyết về lĩnh vực này thì cán bộ đảng viên phải đi tuyên truyền và vận động người dân để họ hiểu và không vi phạm. Song đảng viên ở xã Hiệp Cường lại vi phạm chỉ thị nghị quyết của tỉnh. Đảng viên thì thực ra là khi mà làm thì người ta cũng không nghĩ sâu sắc là nó vi phạm đến mức là vì chỉ mục đích là để sản xuất làm sao cho nó hiệu quả cao nhất thôi. Tuy nhiên là triệu về luật đất đai và các quy định thi hành luật đất đai thì
tất cả các cái việc sử dụng đất nó phải đúng mục đích, và nếu có làm thay đổi thì phải xin phép, và không xin phép là vi phạm rồi. Để xảy ra các vi phạm trên, một phần cũng do tổ chức đảng và chính quyền tại các địa phương này chưa chú trọng trong giáo dục tư tưởng, ý thức cho đảng viên, đồng thời quản lý đất chưa nghiêm. Vi phạm các quy định về đất đai đã là sai, tuy nhiên các đảng viên này chưa gương mẫu thực hiện giải tỏa vi phạm theo kế hoạch 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh, tạo ra điểm tì cho người dân trong việc giải tỏa các vi phạm khác. Là những cán bộ đảng viên mà có vi phạm chăn nuôi nọ kia, một dãy hai dãy xây nhà thì là cán bộ đảng viên là phải tháo dỡ trước, thì dân chúng tôi mới theo sau, chúng tôi mới tháo dỡ sau, thì bao giờ dân chúng tôi phải đi theo cán bộ, dân là sau, cán bộ đi trước. Hiện nay trong kiểm tra kỷ luật cũng như kiểm điểm đánh giá đảng viên cuối năm, một số chi bộ và các đảng bộ cơ sở chưa chú trọng việc chấp hành chính sách nhà nước và của tỉnh, của đảng viên. Đa số các trường hợp bị kỷ luật đều do cấp ủy cấp trên kiểm tra phát hiện và ra quyết định. Điều này cũng khiến cho các đảng viên vi phạm trong quản lý đất đai nói riêng và các vi phạm khác nói chung còn diễn ra. Ngày 20 tháng 7, Đoàn Thanh niên Cơ quan Chính quyền huyện Ân Thi phối hợp với Công đoàn huyện đã đến thăm và tặng quà 16 gia đình có công với cách mạng tại hai xã Xuân Trúc và Hồ Tùng Mậu. Mỗi suất quà trị giá 400.000 đồng do các đoàn viên đóng góp và sự ủng hộ của các nhà tài trợ. Đồng thời, đoàn tổ chức dọn dẹp nghĩa trang liệt sĩ xã Hồ Tùng Mậu. Đây là hoạt động ý nghĩa, thể hiện tình cảm, lòng tri ân sâu sắc của đoàn viên thanh niên đối với các anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Thời sự ngày mai của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, ngoài các tin tức thời sự diễn ra trong ngày, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Xã Hồng Nam đẩy mạnh sản xuất nhãn Việt Gáp, biện pháp giúp tiêu thụ sản phẩm ổn định. Huyện Văn Giang nhiều mương tưới để không. Tỉnh Hưng Yên có 5 thí sinh đạt điểm 10 tại kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi.